Tên của loài hoa này không con? Dạ có, hoa này như là hoa phượng. Trên trường con trồng nhiều lắm, đằng sau vườn là. Sau vườn, vườn trường của trường gì nữa? Dạ. Để hái đâu ra nhiều. Cái cánh hoa này tí nữa phải trộn gỏi bắp tử cho con ăn. Dạ. Con có biết làm con bướm của hoa phượng không? Dạ không. Con biết làm? Con chưa làm bây giờ. Cái này con cắt cái cánh của nó, con lấy cái vòi đây nè, làm thành hai cái râu. Còn lấy cái mỏng đây nè, con làm thành cái hình con bướm, cái thân của nó. Con làm lại vòi cho con này. Dạ. Cái nụ của nó con nói nó canh chua ăn rất là ngon. Con kêu bà nội đọc chữ tạ cho em cô viết từ nãy giờ. Mà em cô viết số này chỉ được 0 điểm với lại được 7, 8 điểm, 9 điểm thôi con. Được 100 điểm viết à. Thì con nhặt cho hết cái này đó. Xong rồi con vô chơi học bài với em nha. Khi nào nó xong rồi mình gọi cho ăn cơm.
Con ơi, gọi bà ngoại đang cơm con. Cá ăn. Hả? Má ăn thử miếng gỏi này, gỏi hoa phượng trộn dạ dày. Ngon không? Chua chua hả? Ngon. Con giả hoa phượng ra cho con kho.